Kem trang điểm trắng da tế bào gốc Ubicel 3-in-1, dưỡng trắng, chống nắng, nâng tông da. Với thành phần tế bào gốc hoa nhung tuyết cùng các chiết xuất từ thiên nhiên giúp cân bằng sắc tố da, đồng thời dưỡng trắng da sâu từ bên trong, vừa chống nắng, vừa trang điểm nâng tông nhẹ nhàng. Lấy một lượng sản phẩm vừa đủ, khoảng từ 1 đến 2 hạt đậu, bạn dùng ngón tay chấm đều 5 điểm trên da mặt. Sau đó, dùng tay thoa đều kem lên khắp vùng mặt theo chiều nâng cơ. Chỉ cần sử dụng một chút kem trang điểm trắng da tế bào gốc Ubicel, bạn sẽ cảm nhận được một làn da căng bóng, trắng mỏng và mềm mịn hoàn hảo. Giờ thì bạn chỉ cần tô điểm một chút son môi cho thêm phần tươi tắn, rạng rỡ. Vậy là xong, sẵn sàng cho một ngày mới năng động và xinh đẹp, rạng rỡ rồi nhé. Hãy khám phá sự kỳ diệu mà kem trang điểm trắng da tế bào gốc tái tạo da 3-in-1 mang lại.